Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, trong khi một số cơ sở kinh doanh thuốc tân dược đã tự ý nâng giá bán khẩu trang trong những ngày vừa qua, tại Ninh Bình, nhiều nhà hảo tâm, phòng khám, chuyên khoa, cơ sở kinh doanh thuốc tân dược đã gặt qua lợi nhuận, tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân, phục vụ phòng chống dịch bệnh virus corona. Hàng chục nghìn chiếc khẩu trang y tế miễn phí đã đến tận tay người dân để ngăn ngừa virus corona và sẽ tiếp tục phát miễn phí trong những ngày tới. Hôm nay là chúng tôi đến để nhận khẩu trang miễn phí. Chúng tôi thấy là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để dành cho người dân chúng tôi là rất là chu đáo. Vì dù là chúng tôi đi mua ở các cửa hàng khác không được, nhưng đến đây là được phát miễn phí, chúng tôi rất cảm ơn. Tại các điểm phát khẩu trang miễn phí trên địa bàn tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình cũng đã cử cán bộ đến kiểm tra chất lượng khẩu trang y tế và phối hợp với các đơn vị cùng cấp phát khẩu trang y tế cho người dân. Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương tại tỉnh Ninh Bình cho biết, Cục sẽ phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tăng cường, kiểm tra, giám sát thị trường thuốc chữa bệnh, vật tư thiết bị y tế, vận động các nhà hảo tâm chủ động nguồn hàng, tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân, phục vụ kịp thời việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.